Chào mọi người, mình là Long Hoài đây. Hôm nay mình lên lô đất ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Với diện tích là 8.200 m². Trong đó là mình có cái view hồ. View hồ này rất là đẹp. Tên gọi của view hồ này á, là hồ Bằng Lăng nha mọi người. Hồ này là nước rất trong xanh, không khí trong lành. Đó, phía xa mình thấy không? Là có một cái ngọn đồi đó, đó cái ngọn đồi đó. Cái ngọn đồi rồi tới cái hồ. Còn đất của mình á, đất của mình là tại đây. Đất của mình là nó hai mặt tiền nha mọi người, một mặt tiền đường đá cấp phối và một mặt tiền đường nhựa. Mặt tiền đường nhựa mình á thì được 14 m mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền đường đá cấp phối này. Nói chung á, ở đây là xe hơi chạy vi vu nha. Trước đất của mình là cũng có điện nè, đó, điện dây wifi rồi dây chiếu sáng. Mình đi vô xa bên trong đó, bên trong khu đó là còn nhà nữa, nhà nữa nha mọi người. Mình đi thẳng tới á, là về Lâm Sang. Về Lâm Sang, về Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Còn mà về hướng này á, về hướng này nè, là mình về ra ngoài trung tâm của xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kế bên mà mình cũng có nhà dân nữa nha. Long Hoài xin được phép review sơ về cái miếng đất của mình nha. Miếng đất của mình á, là lên thổ cư trực tiếp được nha mọi người. Giá lên thổ cư ở đây á, là 100 m là khoảng 30 triệu thôi. Đất của mình á, là loại đất đen. Đất đen pha một ít đất đỏ vào. Đất của mình á, là nó thích hợp để mà trồng cây ăn trái. Trồng cây ăn trái, trồng cây công nghiệp. Hiện tại á, thì chủ đất cũng đang trồng cây công nghiệp như là cây tiêu nè. Cây tiêu. Do là chủ cũng ít thời gian chăm sóc. Cũng lớn tuổi mọi người. Ít thời gian chăm sóc cho nên là tiêu của mình á, nó cũng không được đẹp. Không được đẹp lắm nha. Còn cái loại đất của mình á, loại đất của mình thì mọi người thấy nè. Đó, là đây. Đó, cái loại đất này nè. Loại đất này nó rất thích hợp để mà trồng cây ăn trái nè. Đó. Và phía sau đất của mình á, nó có cái suối nữa nha mọi người. Phía sau đất của mình có suối nữa. Long Hoài đang quay vào cái mùa tiêu. Tiêu đang cho thu hoạch. Chuỗi tiêu này nè. Đang cho thu hoạch. Đất mình tiếp giáp với các xã lân cận như là xã Lâm Sang, tiếp giáp với Đồng Nai, tiếp giáp với lại Kim Long, Bầu Chinh, Ngãi Giao. Trong bán kính là 2 km thôi là đầy đủ các tiện ích như điện, đường, trường trạm, trường học, cơ sở tôn giáo, dịch vụ ăn uống. Miếng đất của mình á, nó nằm trong cái khu rất là an ninh mọi người. Lát nữa mình ra mình review hết cho mọi người xem, là cũng có hệ thống camera rồi điện đường, điện chiếu sáng đồ này kia rất là đầy đủ. Có hệ thống tưới luôn nha mọi người, có dây ống rồi tưới đồ đàng hoàng. Đất mình thì tương đối bằng phẳng và cấm cột mốc hết rồi, đã cấm cột mốc. Cái miếng đất này á, được chủ rao bán với giá là 401 triệu một sào. So với những vị trí mà sát bên ở đây á, thì là nói chung là rất là thấp mọi người. Ở đây là người ta kêu là 600-700 hết rồi. Cái lý do mà chủ bán đất á, là vì chủ đất rất cần tiền vào dịp cuối năm này nè, cho nên là họ muốn bán nhanh, cho nên là bán không gì bằng bán lỗ, bán thấp hơn thị trường thì bán nó nhanh hơn. Miếng đất mình thích hợp cho làm nghỉ dưỡng, làm homestay. Vì cái view của mình á, nhìn ra là cái view hồ. Cái view hồ. Song song đó là mình phía cuối đất của mình á, là có thêm cái suối nữa. Cái suối nước là trong xanh. Cái suối này á, là nước từ cái hồ này. Kiểu giống như đập tràn nha mọi người. Kiểu nó là cũng giống như cái đập tràn, nó tràn, nó chảy ra. Nó chảy ra cái view suối của mình. Cho nên là nước là trong xanh lắm. Còn cái hồ này á, hồ này là dân địa phương á, ta mới thầu lại, người ta thả cá. Từ vị trí đất, Long Hoài được phép chạy ra ngoài con đường lớn cho mọi người xem nha. Hai bên mình á, là dân cư ở rất là đông nha mọi người. Có dân cư ở đông. Nhà cửa san sát mọi người thấy không? Trước mặt mình á, là cũng có hệ thống camera nha mọi người. Đây là hệ thống chiếu camera nè. Con đường thẳng này á, là mình về Quảng Thành. Còn con đường này á, là mình về Lâm Sang. Ngay đây cũng có quán xá nha mọi người. Hệ thống camera. Bên đây thì dân cư ở đông rồi. Buổi sáng ở đây cũng hay họp chợ mọi người. Buổi sáng ở đây họp chợ.
họp chợ buôn bán đồ cũng tấp nập lắm. Rồi mình xin phép được chạy thêm khoảng 1 km nữa thôi là mình ra tới trung tâm của xã Quang Thành cho mọi người xem nha. Phía trước này nè, phía trước này là vẫn có camera luôn nha mọi người. Phía trước này là vẫn có camera luôn. Rồi bên tay phải của màn hình anh chị á, là mình chạy về tới Đồng Nai nha. Còn bên hướng này á, là mình về Ngãi Giao, ra trung tâm thương mại Kim Long, ra quốc lộ 56. Mình đang ra tới trung tâm của xã Quán Thành nha mọi người. Hai bên thì hoạt động kinh doanh buôn bán rất là tấp nập. Có trung tâm văn hóa học tập cộng đồng. Đường này là đường bàn cờ. Rồi dịch vụ ăn uống, quán xá, cơ sở tôn giáo rất là đông. Đây là quang cảnh hai bên. Mình chạy tới một xíu nữa là mình ra tới cái hồ Quang Thành, một trong những cái hồ đẹp tại khu vực này. Hiện tại thì hồ Quang Thành đang làm năng lượng mặt trời. Mọi người cố gắng xem thêm xíu nữa nha, để mình có cái nhìn tổng quan hơn về khu vực này nha. Ra tới đó là mình sẽ quay cho mọi người xem cái hệ thống năng lượng mặt trời ở địa phương mình nha. Đây, hai bên đường. Mình chạy khoảng cỡ 100m nữa thôi là mình tới cái hồ Quảng Thành. Cái hồ đang làm năng lượng mặt trời. Đây là cái cổng chào của cái xã Quảng Thành. Còn đây là năng lượng mặt trời. Mọi người thấy không? Năng lượng mặt trời. Cái hồ này là đang triển khai làm. Trên mặt hồ là chủ đầu tư á, làm năng lượng mặt trời ở trên cái hồ này luôn. Bây giờ Long Hoa được phép là mình. Đây là bản test nhanh của mình nha mọi người. Đất của mình là nằm khu này, dọc qua khu này, dọc lên khu này. Rồi đường của mình nè, đường nhựa lúc mà mình quay nè, là cái view này là cái view hồ. Khúc này là view hồ nè, khúc này là hồ. Mình đi thẳng tới đây là về Lâm Sang. Bên đây là Đồng Nai, bên phần tô trắng này nè là Đồng Nai nha mọi người. Còn cái khúc này mình đi thẳng ra là về Quảng Thành. Dự kiến sắp tới là mình sẽ có một cái đập tràn ngay vô đây nữa, như trên phần test nhanh của mình có ha. Và cái đập tràn này nó cũng không dính tới miếng đất của mình nha mọi người. Còn con đường của mình á, con đường đá mì của mình á, là đây, đường đá mì thể hiện trên đây. Chạy xuống dưới đây, xuống tới cái đập tràn này luôn, đó là đường đá mì. Miếng đất của mình á, có một khúc này nó phủ hồng nè, thì khúc này là nó thể hiện 14m mặt tiền đường của mình nè. Thì khúc này thì mình lên thổ cư trực tiếp được, giá lên thổ cư là 30 triệu trên 100m, trên 100m vuông. Còn khúc này, cái khúc này là mình không lên thổ cư được, đất cây hàng năm nha. Xung quanh mình thì là nhà cửa rất nhiều nha mọi người. Nhà cửa rất nhiều. Dòng khu này là nhà cửa rất nhiều, và cũng đã có rất nhiều nhà đầu tư về đây đầu tư nghỉ dưỡng cũng như là làm sinh thái nha mọi người. Miếng đất này được chủ rao bán với giá là 410 triệu trên 8.2, tính ra là 3 tỷ 363 triệu đó mọi người. Quý anh chị và cô chú bác mình thiện chí lô đất này, vui lòng gọi số 0933 659 672 hoặc là Zalo, hoặc là gọi trực tiếp để cho Long Hoài được dẫn đi xem đất và tư vấn cụ thể hơn. Anh chị cô chú bác mình xem hết video nhớ đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video hay hơn, bổ ích hơn, gửi đến quý anh chị và cô chú bác tham khảo đầu tư và xin lời. Cảm ơn tất cả mọi người.